Xin chào tất cả các em. Theo yêu cầu của rất là nhiều em ở trên mạng bảo có yêu cầu là mình làm về cái chuyên đề về hàm số của lớp 9. Thế thì buổi hôm nay tối thì rỗi rỗi mình sẽ làm một số cái chuyên đề về cái phần hàm số lớp 9 mà mọi người yêu cầu. Thì đầu tiên mình nói về cái dạng thứ nhất. Dạng thứ nhất là xét sự đồng biến nghịch biến của hàm số. Thế thì về cái kiến thức chung mà các bạn cần nhớ thì các bạn nhớ cho mình một cái kiến thức nó như này. Ví dụ người ta cho. Ví dụ nhé, người ta cho hàm số này. Bậc nhất. Nếu người ta cho hàm số bậc nhất có phương trình như sau. Y bằng AX cộng với B. Thì mọi người lưu ý là gì? Lưu ý ở cái chỗ này để làm, bởi vì nó còn một cái dạng nữa, nên là tìm một cái tham số nào đó để cho cái hàm số đó là một cái hàm bậc nhất. Thì mọi người nhớ về cái lý thuyết này thôi, là cái hàm số này để là cái hàm số bậc nhất khi nào? Khi hệ số a này phải khác không. Mọi người nhớ cho mình như thế để làm có một cái dạng bài toán là tìm tham số để cái hàm số đó là hàm bậc nhất. Thì cái hàm số này là hàm y bằng x cộng b này. Thì sách giáo khoa người ta đã định nghĩa rồi và các bạn cũng chỉ cần áp dụng thôi. Cái hàm này đồng biến nhá. Hàm số đồng biến khi khi a lớn hơn 0. Bạn nhớ nhá, khi a lớn hơn 0 thì sau này lên cái phần lên các bạn lên lớp 10 ấy, thì cái a này người ta còn hay còn gọi là hệ số góc. Được chưa nào? Cái a này gọi là hệ số góc của cái, nếu đối với tiếp tuyến thì nó sẽ là hệ số góc của tiếp tuyến. Được chưa nào? Tiếp tục này. Cái hàm số này nghịch biến khi nào? Nghịch biến khi a nhỏ hơn 0. Đấy. Các bạn lưu ý cho mình hai khái niệm này, là hàm số này đồng biến khi a lớn 0 và nghịch biến khi a nhỏ hơn 0. Các bạn không cần phải xét cái trường hợp là gì x1 với mọi x1 và x2 nhá, x1 nhỏ hơn x2 thì fx1 nhỏ hơn fx2 thì hàm đồng biến. Còn x1 nhỏ hơn x2 thì fx1 lớn hơn fx2 thì hàm số nghịch biến. Thì các bạn không cần phải chú ý đến cái phần đấy đâu. Chỉ cần nhớ cho mình là nếu cái hàm người ta cho này dạng ax cộng b thì hàm số đồng biến khi a lớn 0 và hàm số nghịch biến khi a nhỏ hơn 0. Đấy, các bạn chỉ lưu ý cho mình cái chỗ đấy thôi. Thì đây là về cái phương pháp để xét sự đồng biến nghịch biến của hàm số. Thì bây giờ mình sẽ vào cái phần một số cái bài tập nhỏ nhỏ để các bạn làm. Chúng ta cùng làm để hiểu rõ về cái xét sự đồng biến nghịch biến này. Thì đây cũng là một cái câu hỏi trong đề thi để kiểm tra một tiết hoặc 15 phút, và là nó cũng chính là một trong những câu hỏi trong đề kiểm tra hết kỳ 1 của các bạn. Thế thì bây giờ mình vào cái phần luyện tập này. Thì bây giờ mình ví dụ bây giờ người ta bảo là xét sự biến thiên của hàm số sau. Đấy nhá, những cái câu hỏi này các bạn nhìn thấy nó hơi lạ đấy. Xét sự biến thiên của các hàm số sau. Đây, ví dụ người ta cho ia này. Ia là y bằng căn 3 trừ 2 nhân với x trừ đi 1. Đấy, ví dụ ia người ta cho như này. Thế thì các bạn nhớ cho mình cái câu hỏi này, người ta bảo là xét sự biến thiên của hàm số sau, hoặc là xét sự đồng biến nghịch biến của hàm số sau, hoặc là xét tính đơn điệu của hàm số sau, thì nó vẫn là một câu hỏi thôi. Tuy nhiên ở cái phần lớp 9 của các bạn ấy, chủ yếu người ta sẽ hỏi là xét sự đồng biến nghịch biến của hàm số, hoặc là hàm số sau đây đồng biến hay là nghịch biến. Thế chứ nào? Thế thì khi mà một câu hỏi như thế thì các bạn chỉ cần xét cái hệ số a của nó thôi. Thì các bạn nhìn thấy cái hệ số a đóng vai trò lúc này nó là căn 3 trừ 2, đúng không nào? Thì các bạn ở đây các bạn chỉ việc làm như nào? Ta có hệ số a bằng căn 3 trừ đi 2. Thì các bạn lưu ý cho mình một cái số giá trị mà nó hay gặp này. Các bạn thấy căn 2 thì bằng 1,414 nhé, 414. Căn 3 thì bằng 1,732. Đấy, các bạn nhớ cho mình hai cái căn này thì nó rất là hay sử dụng. Còn nếu không thì các bạn như thế này. Các bạn nhìn thấy là các bạn học ở phần chương 1 rồi ấy,
thì căn 3 ở đây mình giữ nguyên nhé. Bây giờ mình so sánh hai căn này đúng không? Trừ đi 2, trừ 2 chính là căn 4. Đúng không? Căn 3 đương nhiên nhỏ hơn căn 4 rồi đúng không? Vì 4 lớn hơn 3. Vậy thì căn 3 trừ căn 4 này đương nhiên nó nhỏ hơn 0. Đấy. Thì cái hệ số A ở đây này nó nhỏ hơn 0. Vậy thì mình suy ra hàm số đã cho là hàm nghịch biến nhá. Suy ra hàm số đã cho là hàm nghịch biến. Đấy. Vậy là xong, đúng không nào? Tiếp tục chuyển sang cái ý tiếp theo này, ý B này. Ý B này thì mình thấy dễ quá, nhưng mà thôi, cứ cho đây làm thôi. Xong rồi gợi ý sau đó là các bạn tự làm nhé. Bây giờ người ta cho cái hàm y bằng y trừ 3 bằng x trừ căn 2. X trừ đi căn 2. Bởi vì người ta bảo xét sự biến thiên. Xét sự biến thiên tức là các bạn đi xét xem nó đồng biến hay nghịch biến. Các bạn chú ý cái phần này để lên năm lớp 12 các bạn sẽ xét sự biến thiên của một cái hàm bậc 3 này, hàm bậc 4 này, hàm bậc nhất trên bậc nhất này, hàm bậc 2 trên bậc nhất. Đấy, thì các bạn làm chắc ngày thì lên cái năm lớp 12 các bạn học sẽ rất là chắc thôi. Thế cái việc người ta cho cái hàm số này thì các bạn cũng chuyển về, các bạn chuyển về cái dạng hàm y bằng x cộng b đi đã. Y bằng này, x giữ nguyên đúng không? Âm 3 chuyển sang thành dương 3 cộng với 3 trừ đi căn 2. Thì cái hệ số A lúc này của mình bằng 1 này, hệ số B mình bằng 3 trừ căn 2. Thì không quan tâm lắm đến hệ số B khi các bạn xét đồng biến nghịch biến của hàm số. Các bạn chỉ việc là gì, ta có thôi. Ta có A bằng 1 lớn 0. Vậy thì các bạn tự viết ra nhé, suy ra hàm số là hàm đồng biến. Được chưa? Hàm số đồng biến. Đấy, nó không có gì là khó cả, đúng không nào? Tương tự ví dụ như là cái ý C. Ý C người ta cho cái hàm y bằng căn 5 trừ 3 tất cả nhân với x cộng với 2. Đấy, ví dụ người ta cho cái bài này. Thế thì các bạn, những cái bài này nó không khó đâu, mình nghĩ rằng là người ta có cho được là dạng như là biểu điểm các bạn thôi, để cho các bạn tránh điểm liệt thôi. Thì các bạn cứ bình tĩnh mà làm những cái bài này, tránh trường hợp là sai nhé. Thì ở đây ta có này, ta có cái hệ số A đây nhá, hệ số A bằng căn 5 trừ 3, đúng không? Thế thì nếu có máy tính thì các bạn bấm ra ngay, biết ngay xem nó âm hay dương, đúng nào? Thế còn mình không có máy tính thì mình viết là căn 5 này trừ đi, các bạn nhìn thấy là 3 đây thì chính là bằng căn 9 không? Mà 5 thì nhỏ hơn 9, vậy căn 5 trừ căn 9 thì sẽ ra một số âm, đúng không? Bởi vì một thằng nhỏ trừ một thằng lớn thì phải ra số âm. Vậy thì A nhỏ hơn 0 thì vậy chưa hàm làm sao? Các bạn suy ra, các bạn kết luận nhé, hàm số là hàm nghịch biến. Đấy, nó rất là dễ. Bây giờ mình xem là còn cái ví dụ nào nó hay hơn không. Mình nghĩ rằng là những cái bài dạng như này thì nó không có gì là khó với các bạn rồi. Đây, một cái dạng bài như này nữa, bây giờ mình ví dụ này. Ví dụ. Với giá trị nào của m? Thì các hàm số sau đồng biến, để lấy một ví dụ thôi, thì hàm số y bằng m trừ 3 nhân x cộng 5 đồng biến trên r hỏi chấm. Đấy, ví dụ người ta yêu cầu làm bài như này thì các bạn làm như nào? Thế thì vẫn sử dụng cái tính chất mà mình vừa học ở trên kia thôi. Cái hàm số này các bạn thấy hệ số A của mình này. Hệ số A của mình lúc này nó là bằng m trừ 3, đúng không nào? Vậy muốn đồng biến trên R thì các bạn nhớ này, nó lồng thêm cái câu đồng biến trên R, nó chỉ đánh dấu cho các bạn thôi. Cái hàm bậc nhất nó chính là cái hàm số có tập xác định là R. Được chưa nào? Vậy thì nó chỉ có thể là gì? Đồng biến trên R hoặc là nghịch biến trên R thôi. Đấy, nó đánh dối các bạn đi thôi. Vậy thì để làm cái bài này thì các bạn làm gì? Các bạn cứ giải thích là gì? Viết lại cái câu hỏi của người ta này. Để hàm số đồng biến trên R thì làm sao?
thì hệ số A của mình là bằng M trừ 3 phải lớn hơn, lớn không. Thì đáng nhẽ có một cái điều kiện nữa là M trừ 3 phải khác không, đúng không nào? M trừ 3 khác không thì vậy M khác 3. Tuy nhiên là M trừ 3 lớn không, đã lớn không rồi thì nó cũng sẽ khác không luôn, đúng không nào? Vậy thì ở đây mình suy ra âm 3 vứt sang này thành dương 3, vậy suy ra M phải lớn hơn, lớn 3. Đấy, như thế là xong. Không, không không khó đúng không các bạn? Tiếp tục nhá, còn cho một cái câu hỏi cho một cái câu hỏi nó khó hơn một tí. Ở đây mình ví dụ này. Ví dụ tìm M để hàm số y bằng căn bậc 2 của 2 cộng M chia cho trừ 2 cộng M nhân với x cộng 3. Cái thằng này thì không thể nghịch biến được rồi, đúng không? Đây mình ví dụ đồng biến trên R. Đồng biến trên R. Cái này không nghịch biến được bởi vì đây nó là một cái căn thức bậc 2. Căn thức bậc 2 thì nó luôn luôn là một số không âm, tức là lớn hơn bằng 0. Mà cái hàm số này lại là hàm số bậc nhất, vậy thì bản thân cái căn này nó đã khác không rồi, đúng không? Vậy thì để giải cái bài này các bạn tư duy cho mình là gì? Chỉ cần việc là gì? Các bạn lấy cái 2 cộng M chia cho trừ 2 cộng M lớn không thôi, đúng không? Thì bây giờ cái phần giải thích ở đây mình bỏ qua nhé. Bỏ qua, tức là gì? Để hàm số đồng biến trên R thì làm sao? Thì các bạn phải có cái này là 2 cộng M chia cho trừ 2 cộng M phải lớn hơn, lớn không, không thể bằng không được, đúng không nào? Nếu bằng không thì vứt, bằng không thì đây nó không phải là hàm số bậc nhất nữa, đấy chứ nào. Và một cái điều kiện nữa mà các bạn rất là hay quên, một cái điều kiện nữa các bạn rất hay quên là gì? Thằng này nó có căn và trong căn thì chứa mẫu, đúng không? Vậy mẫu phải khác không, đúng không? Thì ở đây các bạn là gì? Trừ 2 cộng M phải khác, khác không. Đấy, các bạn chú ý như này cho mình. Tương đương này. Vậy cái thằng này lớn không khi nào? Thì ở đây nó sẽ xảy ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì? Ở đây có hai trường hợp này. Trường hợp thứ nhất là 2 cộng M, tức là gì? Cả từ cả mẫu cùng dấu, đúng không nào? 2 cộng M phải lớn không? Và gì? Trừ 2 cộng M cũng phải lớn không, đấy chưa? Trường hợp thứ hai là 2 cộng M nhỏ hơn không và trừ 2 cộng M cũng phải nhỏ hơn không, bởi vì nó cùng dấu, thế nên là nó cùng dấu rồi, thế nên là chia với nhau thì nó sẽ dương thôi. Ở đây vẫn sẽ có là mình viết luôn thành M khác 2, M phải khác 2, đấy chưa? Đấy, thì bây giờ lần lượt các bạn giải thế này thôi. Suy ra này, đây là M lớn hơn trừ 2, đúng không? M lớn hơn trừ 2. Đây là gì? M lớn 2. Đấy, trường hợp thứ 2 là M nhỏ hơn trừ 2. Cái này giải bất gì bằng nhất thì các bạn, mình nghĩ thì bạn nào cũng biết giải rồi, đúng không? Và M đây nhỏ hơn 2. Đương nhiên vẫn còn một cái điều kiện dưới này nữa là M khác 2. Ok chưa nào? Thì viết gọn ra đây nhé, viết nhỏ nhỏ ra đây cho xong luôn này. Hai thằng này giao với nhau, hai thằng này giao với nhau thì các bạn thấy là gì? Các bạn có thể vẽ trục số ra nhé. Các bạn lấy hai thằng giao với nhau, M lớn trừ 2 và M lớn 2. Vậy ở đây các bạn phải lấy M lớn hơn, lớn 2, đúng không? Hoặc là gì? Thằng này là M nhỏ hơn 2, là M nhỏ hơn trừ 2, vậy lấy thằng nhỏ hơn, đúng không? Hai thằng cùng lớn thì lấy thằng lớn hơn, hai thằng nhỏ thì mình các bạn lấy nhỏ hơn. Thì ở đây hoặc là M nhỏ hơn trừ 2, đúng không? Và một cái điều kiện ở đây là M khác gì? M khác 2. Đúng không nào? Thì M khác 2 thì M lớn, các bạn nhìn thấy này. M lớn 2 thì đương nhiên khác 2 rồi, M nhỏ hơn trừ 2 thì đương nhiên khác 2 rồi. Thấy chưa? Vậy cái kết quả cuối cùng ở đây của bạn các bạn nó là gì? Suy ra này. Suy ra M lớn 2 hoặc M nhỏ hơn trừ 2 thì hàm số làm sao? Đồng biến trên R. Đấy, như vậy là xong.
xem còn một cái bài nào nữa không. Nếu không thì mình sẽ kết thúc ở đây. Đây, bây giờ mình lấy một cái ví dụ nó nâng cao hơn lên một chút. Nói là nâng cao nhưng mà thực ra là với kiến thức lớp 8 là các bạn hoàn toàn các bạn biết rồi. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích cho các bạn thì nhờ các bạn like và chia sẻ lên Facebook giúp mình. Các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình. Thì đây coi như đây là một cái lời khẩn cầu của mình đối với các bạn. Các bạn có thể có gì thắc mắc thì các bạn comment ở bên dưới. Chứ mình làm video xong mình khi các bạn xem cũng chẳng biết là có hay hay không hay, đâm ra nhiều khi mình cũng thấy cảm thấy rất là buồn. Đây bây giờ mình lấy một cái ví dụ nữa. Ví dụ này. Với giá trị nào của M? Với giá trị nào của M? Khi hàm số y bằng ở đây mình cho luôn hàm số bậc nhất nhé, hàm số bậc nhất chứ không thì nó dễ cãi nhau. Hàm số bậc nhất sau y bằng này m bình phương trừ đi 2m cộng 1 nhân với x cộng 3 nghịch biến nhé. Mình cho bài một bài nghịch biến đi. Nghịch biến trên tập xác định hoặc nghịch biến trên R nó là 1. Thế chứ nào? Thế thì bây giờ các bạn lại giải thích là gì? Để hàm số đã cho nghịch biến trên R thì làm sao? Thì hệ số A này. Thì hệ số A bằng M bình phương trừ đi 2M cộng 1. Cái bài mình chỉ lừa một tí thôi. Phải nhỏ hơn không? Được chứ nào? Thì các bạn ở đây nó dạng hàm bậc 2 rồi. Hàm bậc 2 thì các bạn chưa được học thì các bạn sẽ cảm thấy rất là lung túng ở trong cái này. Tuy nhiên ở năm lớp 8 thì từ cái hàm bậc 2 các bạn hoàn toàn có thể chuyển về thành là một tích, đúng không? Tích của hai thừa số chẳng hạn, hay là bình phương một tổng hoặc bình phương một hiệu. Đấy. Thì ở đây mình sẽ tương đương với gì nào? Các bạn nhìn thấy đây nó là một dạng hàng đẳng thức không? M bình trừ 2m cộng 1, đúng không? Nó chính là hàng đẳng thức gì? M trừ 1 tất cả bình phương, đúng không? Cái này phải nhỏ hơn không? Thì các bạn nhìn thấy này, cái điều này nó có vô lý không? Nó rất là vô lý, đúng không nào? Khi mà nhỏ nhất ở đây là m bằng 1 thì 1 trừ 1 bằng 0, 0 không thể nhỏ hơn 0 được, đúng chưa nào? Vậy cái điều này là điều vô lý. Vô lý, vậy thì các bạn nhìn thấy này, cái m trừ 1 tất cả bình luôn luôn lớn hơn hoặc bằng 0, đúng không nào? Vậy thì khi người ta cho cái thằng này nó là hàm số bậc nhất rồi thì đương nhiên là m ở đây sẽ không thể bằng 1 được nữa, được chưa nào? Thì các bạn thấy rằng là gì? Hàm không có giá trị nào của m nhé, không có giá trị nào của m. Làm hàm số nghịch biến trên R. Đấy. Thế nếu như cái bài này nó bảo là tìm m để hàm số bậc nhất sau đồng biến trên R. Thế thì các bạn nhìn thấy cái thằng này luôn đồng biến trên R. Nếu mà câu hỏi như vậy thì cái hàm số này luôn đồng biến nhé. Cái hàm số luôn đồng biến trên R. Đồng biến trên R. Với mọi x làm sao? X khác 1. Nhớ nhé. Vì khi x bằng 1 thì 1 trừ 1 bằng 0 thì lúc này nó không phải là hàm bậc nhất mà nó là hàm hằng, y sẽ bằng 3 ở đây. Các bạn nhớ nhé. Đấy. Thì đây nó là cái dạng thứ nhất, đấy là xét sự đồng biến nghịch biến của hàm số. Thì mình sẽ dừng bút tại đây để mình làm sang cái dạng khác. Thì, nếu các bạn cảm thấy video hay và hữu ích cho các bạn thì nhờ các bạn like và chia sẻ lên Facebook giúp mình. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho học giải. Các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể comment ở bên dưới.